Xin chào bạn nha, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn đây là một món hủ tiếu tại gia các bạn. Thì các bạn sẽ thấy ba mình đang bóc giá và xà lách nha các bạn, bỏ vô tô. Có một số hẹ nữa các bạn ha. Đó. Rồi. Sau đó tiếp theo thì chúng ta sẽ chuẩn bị hủ tiếu. Về phần hủ tiếu này thì mình ở Mỹ Tho thì nổi tiếng là hủ tiếu các bạn. Rồi các bạn là múc nước súp vô nha các bạn. Trụng rau trước. Các bạn trụng rau một một lần cho ha. Dạ. Chín rau với nó dạ. Cái này mình nấu tại gia bởi cũng không cần chuẩn bị cầu kỳ nhiều nha các bạn. Sau đó thì các bạn cho hủ tiếu vô nha các bạn. Sau khi mình trụng rau á, mình sẽ cho hủ tiếu vô. Đó. Này là do ba mình đầu bếp ba mình tự nấu, sau đó các bạn hãy cho miếng hành ngò vô nữa nha các bạn. Như những ngày các bạn không biết ăn uống cái gì, các bạn tự nấu mà mình tự ăn thôi. Đó. Rồi, xong. Sau đó thì các bạn múc nước lèo vô nha các bạn. Hủ tiếu là do mình đã trụng sơ rồi hả ba ha. Dạ. Các bạn muốn ăn cái gì các bạn nấu này, ba mình thì đây là cái món ăn gia đình mình thường hay nấu ăn ở nhà. Đó, rất là dễ dễ thôi. Nóng nực quá thì các bạn ăn những cái món này ngoài món cơm. Đó, múc vô vậy thôi, rất ok nha các bạn. Đây là một miếng mỡ hành nha các bạn có thể là bỏ vô, còn ngoài ra thì có tiêu các bạn. Ba mình sẽ rắc một miếng tiêu vô cho nó nhìn hấp dẫn cho tô ha. Rồi bây giờ ba mình sẽ cho bạn miếng mỡ hành, còn gọi là hành phi các bạn. Hành phi các bạn bỏ vô sẽ rất là thơm nha các bạn, rất là ok nha. Rồi, như thế là xong một tô hủ tiếu nhà tự làm nha các bạn. Xin chào và xin hẹn gặp lại bạn trong những clip lần sau mình ăn đây. Bye bye các bạn nha.